Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần số 96 của Trường Đại học Tài chính Marketing. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sự ra đi của Tổng Bí thư là tổn thất to lớn của Đảng và đất nước, để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân. Hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là những thông tin nổi bật đã diễn ra tại Trường Đại học Tài chính Marketing trong tuần vừa qua. Đảng ủy GFM tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên lần 2 năm 2024. Trường Đại học Tài chính Marketing và Trường Đại học Tài chính Kế toán hợp tác đào tạo. GFM kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ. Sau đây là thông tin chi tiết về các hoạt động trọng điểm đã diễn ra tại Trường Đại học Tài chính Marketing trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên lần 2 năm 2024, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Thủy Khánh Vân, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, đồng chí Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của trường tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Đạo, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ nhà trường. Theo đó thì trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường đạt mục tiêu đề ra, đã duy trì sự ổn định chính trị, tư tưởng, đoàn kết trong toàn thể đảng viên, công tác xây dựng đảng được chú trọng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, một số hạn chế cũng đã được nhận định như là chưa tích hợp đồng bộ trong hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn chậm. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy chỉ đạo nhà trường tập trung tuyển sinh, ra soát chiến lược trường, đảm bảo cơ sở vật chất, tập trung quyết liệt chuyển đổi số, tăng cường công tác xây dựng đảng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, dư luận xã hội. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối đã ghi nhận những thành tích của Đảng bộ nhà trường trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng nêu những vấn đề mà Đảng bộ nhà trường cần quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm 2024, trong đó chú trọng vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Cũng tại hội nghị thì Đảng ủy trường đã thông qua danh sách và trao giấy khen cho các chi bộ và các đảng viên thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự GFM và Trung đội tự vệ của trường, đồng thời sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường được bổ nhiệm giữ chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự trường, đồng chí Nguyễn Tiến Khôi, Bí thư Đoàn trường giữ chức vụ chính trị viên Phó Ban Chỉ huy quân sự trường, đồng chí Lê Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính giữ chức vụ chỉ huy Phó Ban Chỉ huy quân sự của trường. Bên cạnh đó thì Ban Chỉ huy quân sự trường cũng đã có tờ trình và được Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận chấp thuận về việc bổ nhiệm mới 3 tiểu đội trưởng thuộc Trung đội tự vệ của trường. Trung đội tự vệ Trường Đại học Tài chính Marketing bao gồm 28 thành viên. Tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Trường Đại học Tài chính Marketing phát biểu tại hội nghị nêu rõ, việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Tài chính Marketing và Trung đội tự vệ của trường, từ đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Duy Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao các hoạt động mà Ban Chỉ huy quân sự GFM đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.
Đồng chí Duy Phương cũng đề nghị chỉ huy các đơn vị ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng tự vệ hoạt động ngày càng có hiệu quả, tiếp tục rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức biên chế, đơn vị tự vệ, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, địa phương trong công tác an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc của địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cũng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh trung đội tự vệ của trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa vững chắc trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn của đơn vị và tiếp tục giữ vững, phát huy những mặt đã làm được trong thời gian tới. Thưa quý vị, thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tài chính Marketing UFM và Trường Đại học Tài chính Kế toán UFA, hai cơ sở đào tạo đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính đã cam kết khai thác thế mạnh của nhau, hỗ trợ cùng phát triển, đặc biệt trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh. Trên cơ sở đó thì hai trường sẽ triển khai thực hiện chương trình hợp tác đào tạo trong kỳ tuyển sinh năm 2024, các năm tiếp theo với nhiều quyền lợi hấp dẫn cho thí sinh trúng tuyển và nhập học tại trường. Thứ nhất thì sinh viên UFA được trải nghiệm học tập tại Trường Đại học Tài chính Marketing UFM tại Thành phố Hồ Chí Minh với chi phí không đổi. Sinh viên được đăng ký học một số học phần không quá 1/2 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tài chính Marketing với mức học phí của Trường Đại học Tài chính Kế toán. Điều này sẽ giúp cho sinh viên được trải nghiệm chương trình học tập mới, chất lượng cao trong môi trường của thành phố lớn, năng động và hiện đại bậc nhất của Việt Nam với chi phí hợp lý và tiết kiệm. Thứ hai, sinh viên được tham gia các chương trình tham quan, học tập thực tế tại các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học. Qua đó, sinh viên được tiếp cận với thực tiễn công việc ngay từ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Thứ ba, sinh viên có cơ hội được giao lưu và đối thoại cùng với các CEO, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo để học hỏi kinh nghiệm, cách thức giải quyết những vấn đề mới, phức tạp liên quan tới ngành học phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và xã hội. Hơn nữa, sinh viên có thể tham gia các workshop định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp được tổ chức thường niên với nhiều đơn vị đối tác của Trường Đại học Tài chính Marketing tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phát triển năng động. Đây là một bước đệm vô cùng quan trọng giúp cho sinh viên thêm phần tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Với sự phối hợp chặt chẽ và sự chuẩn bị chu đáo giữa Trường Đại học Tài chính Kế toán và Trường Đại học Tài chính Marketing, thì chương trình hợp tác đào tạo hy vọng sẽ mang lại cho sinh viên trải nghiệm môi trường học tập phong phú, cũng như là mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2024, thì Trường Đại học Tài chính Marketing đã tiếp và làm việc với Trường Đại học UW Brixton của Anh Quốc. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về nội dung hợp tác trong thời gian tới, triển khai đào tạo liên kết, các hoạt động có liên quan, mô hình đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên. Hai bên cũng đã thống nhất nhiều nội dung để nhanh chóng triển khai vào thực tế chương trình đào tạo liên kết giữa UFM và Trường Đại học UW Brixton. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và đào tạo sinh viên cả trong nước lẫn quốc tế, Trường Đại học UW Brixton đã đạt được một số thành tích đáng kể, vươn mình trở thành một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Tây Nam tại nước Anh. Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức tọa đàm khởi nghiệp sáng tạo, chuỗi cung ứng trong nông nghiệp tự động hóa. Tọa đàm là cơ hội để giảng viên, sinh viên UFM có thể nắm rõ các thông tin liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến việc nghiên cứu chuỗi cung ứng tự động hóa. Thưa quý vị, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của Trường Đại học Tài chính Marketing nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp cho sinh viên cập nhật kiến thức thực tế và có cái nhìn cận cảnh hơn về môi trường làm việc trong tương lai. Và chiều ngày 18 tháng 7 năm 2024, thì sinh viên UFM đã có buổi trải nghiệm thú vị tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình trải nghiệm tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên UFM đã có cơ hội lắng nghe chia sẻ về các kỹ năng, vị trí công việc và mô hình tổ chức phòng ban tại đây, cơ hội nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, các tiêu chí tuyển dụng công chức cần có ở các ứng viên, các chia sẻ của quá trình làm việc của lãnh đạo cục. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên UFM nói chung và sinh viên khoa thuế hải quan nói riêng có được cái nhìn từ thực tế tại một cơ quan đặc thù. Từ đó, sinh viên nắm được tiêu chí tuyển dụng để phần nào tự đánh giá được khả năng của bản thân và chủ động cải thiện năng lực. Những chuyến tham quan không chỉ giúp cho sinh viên nâng cao về kiến thức và kỹ năng, mà quan trọng hơn hết là sinh viên UFM định hình được thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp trong học tập cũng như công việc để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong nước và khu vực. Cũng trong tuần qua, thì sinh viên UFM đã được trải nghiệm thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Yuanta Việt Nam, khách sạn Sofitel, Goldmark và Jacool. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của hơn 1 triệu thí sinh dự thi trên cả nước.
Theo đánh giá của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì phổ điểm của các môn thi tốt nghiệp trung phổ thông năm nay nhìn chung ổn định và tương đồng so với năm 2023 cũng như là các năm trước đó. Điểm số của các môn thể hiện sự phân hóa hợp lý, đảm bảo cho công tác tuyển sinh đại học. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thì điểm chuẩn của YFM cơ bản ổn định như năm 2023. Một số ngành thì có thể tăng nhẹ với mức tăng từ 0,5 tới 1 điểm. Theo nhiều chuyên gia nhận định thì phổ điểm năm nay khá tích cực, cho rằng điều này phản ánh sự ổn định của kỳ thi so với những năm trước, đồng thời phản ánh chất lượng giảng dạy ở bậc phổ thông. Thông qua kết quả của các môn thi cho thấy ma trận đề thi và mức độ khó dễ cơ bản được duy trì ổn định. Tất cả các môn đều ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là môn toán năm nay không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, với điểm cao nhất là 9,8. Từ kết quả này thì các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần thận trọng trong việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển. Các thí sinh nên căn cứ vào điểm số của mình, đồng thời tham khảo kỹ điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra quyết định sáng suốt. Được biết, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7. Thí sinh nếu đã trúng tuyển vào trường Đại học Tài chính Martin bằng các phương thức xét tuyển sớm và có mong muốn nhập học vào trường thì lưu ý sẽ đăng ký ở nguyện vọng đầu tiên trên cổng xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa quý vị, trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình, đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trên cương vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Chúc năm mới thắng lợi mới. Thì tôi thấy ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những cái đòi hỏi lịch sử đặt ra của thời kỳ đổi mới, mà nhất là của mười mấy năm trở lại đây, khi mà tình hình thế giới cực kỳ phức tạp, khó lường, khi mà những tranh chấp, những cạnh tranh quốc tế của các nước lớn rất lớn như thế, rồi khi hội nhập quốc tế phát triển như vậy, thế rồi khi mà thế giới đứng trước những cái cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế như vậy, thế rồi đất nước mình cũng phải chịu những cái thách thức rất là lớn. Thế thì cái người trèo lái con đường cách mạng phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ và phải có cái gương sáng về đạo đức. Lịch sử nó lựa chọn con người, sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới lựa chọn con người, cũng mà cái sự lựa chọn đấy là sự lựa chọn rất khắc nghiệt đó, mới tìm được một người lấy nào đáp ứng được cái đòi hỏi của lịch sử. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư có công hiến lớn về mặt lý luận với công trình dày công nghiên cứu và có phát hiện mới là tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây chính là sự tổng kết quá trình đổi mới gắn liền với con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. Ngoài tác phẩm lý luận lớn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành. Đáng chú ý là những tác phẩm về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về triết lý ngoại giao cây tre, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về an ninh quốc phòng, văn hóa, xây dựng nhà nước pháp quyền. Một hệ thống gần 40 cuốn sách của Tổng Bí thư cho phép ấn hành trong 40 năm qua, có thể nói đã hợp thành một hệ thống lý luận, một nhân tố kiến tạo làm nên lý luận đổi mới của chúng ta trong 40 năm qua. Kể từ Đại hội lần thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho đến hôm nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là sự hợp thành
kết tinh toàn bộ lý luận đổi mới, khởi đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cho tới hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà hạt nhân giường cột là hệ thống lý luận Nguyễn Phú Trọng. Với vai trò là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn. Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đồng chí vẫn thường nhắc nhở, thường căn dặn cán bộ đảng viên, nhất là căn dặn đối với những cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát và cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở rằng muốn đi kiểm tra người ta thì trước hết mình phải trong sạch. Muốn đấu tranh phòng chống tham nhũng có kết quả thì bản thân mình phải không có tham nhũng thì mới làm được. Và có lẽ đồng chí là người đứng đầu đảng, là đồng chí trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí là một tấm gương sáng về vấn đề đó. Là người chiến sĩ cộng sản, trong hành trình 56 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Thưa quý vị, một thế hệ trẻ có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Có lẽ chúng ta nghe nhiều về khẩu hiệu này nhiều năm qua, nhưng không phải ai cũng biết đó là lời gửi gắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 10 của Đoàn. Đó đã trở thành một lời hiệu triệu, là giá trị và hình mẫu cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam phấn đấu và rèn luyện. Lời gửi gắm ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 10 của Đoàn năm 2012 mong muốn mỗi thanh niên phải có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Từ đó đến nay đã trở thành một lời hiệu triệu, một khẩu hiệu và là giá trị và hình mẫu thanh niên trong thời đại mới mà thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang kiên trì theo đuổi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, chú trọng tới công tác thanh niên bởi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong 3 kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 vào các năm 2012, 2017, 2022 và lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian tham gia và phát biểu ý kiến với nhiều lời căn dặn sâu sắc và luôn nhấn mạnh tổ chức Đoàn phải giúp thanh niên dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần giúp thanh niên thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình đối với Đảng, với đất nước, với dân tộc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thể hiện cho bằng được và làm thật tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, về đạo đức, lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lời gửi gắm ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình cảm với thế hệ trẻ Việt Nam đã luôn là lời hiệu triệu để nhiều lớp thanh niên phấn đấu trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, chiến đấu.
đó là mệnh lệnh của người đứng đầu đảng ta, là lời hiệu triệu trái tim để những thanh niên trong thời đại mới dấn thân vào những nơi còn nhiều khó khăn. Đi bất cứ nơi đâu, Tổ quốc cần. Bền tâm, vững chí, sáng tạo không ngừng. Thanh niên Việt Nam trong dòng chảy lịch sử, tiếp bước truyền thống, cống hiến xây dựng đất nước, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vì một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật các thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý vào tuần sau để giúp cho quý vị có thể chủ động hơn trong công việc của mình. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tuần số 96 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email truyền thông@efm.edu.vn. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh YouTube của Trường Đại học Tài chính Marketing.